Công giáo News mến chào quý cộng đoàn. Kính thưa quý cộng đoàn, hôm nay theo nguồn tin từ Tổng giáo phận Sài Gòn, có đưa tin về sự ra đi mất mát lớn của Tổng giáo phận. Sự ra đi của cha Doan Kim Khẩu Tri Công Vị đã an nghỉ được Chúa gọi về hưởng thọ 83 tuổi, 54 năm linh mục. Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn cha Doan Kim sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Sau đây là bản cáo phó và chương trình tang lễ của cha Doanh Kim Khẩu, tri công vị. Tòa Tổng Giám Mục, 180 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 84028 39 tám Email gmail com Orimus Pro Defensis Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục sinh, Tòa Tổng Giám Mục thành phố Hồ Chí Minh kính báo Linh Mục Doanh Kim Khẩu Tri Công Vị, sinh ngày 24 tháng 1 năm 1939 tại Sài Gòn, chịu chức Linh Mục ngày 14 tháng 5 năm 1968 tại Sài Gòn, đã trở về nhà cha lúc 10 giờ 15 sáng thứ ba ngày 7 tháng 6 năm 2022 tại Tư Gia Hưởng Thọ 83 tuổi sau 54 năm Linh Mục. Nghi thức tận liệm 9 giờ sáng thứ tư Ngày 8 tháng 6 năm 2022 tại tư gia 79/11 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Thánh lễ an táng sẽ cử hành vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ 6, ngày 10 tháng 6 năm 2022 tại nhà thờ Tân Định, 289 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Xin quý cha trong giáo phận dâng một thánh lễ cầu cho linh hồn linh mục Joan Kim Khẩu Tòa tổng giám mục ngày 7 tháng 6 năm 2022, linh mục tổng đại diện Yhansio Hồ Văn Xuân, một vụ năm 1968 đến năm 1970 giáo xứ chợ quán, năm 1970 đến năm 1975 giáo xứ thủ thiêm, năm 1975 đến năm 1981 giáo xứ chí hòa, năm 1981 năm 2016, giáo sứ khiết tâm. Năm 2016, nghỉ hưu, nguyện xin Thiên Chúa mở rộng vòng tay nhân từ, ưu ái đón nhận người tô tới Chúa là cha John Kim về hưởng niềm vui và vinh phúc với Ngài. AMEN